Quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Ông Ngọc Thanh Dũng, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Vũng Tàu, giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố Vũng Tàu. Ông Trần Phú Vinh, giữ chức trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Vũng Tàu. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.